Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật bạn một cái tin mới về dự án Sida Chain thông báo về cái tính năng để bạn cập nhật xác minh KYC hàng loạt. Và trước tiên mình cũng cập nhật bạn một cái tin mới về cái dự án DocS. Nếu như bạn nào mà các bạn liên kết ví để mà rút về ở trên nền tảng sàn là Bybit hay là trên sàn là BitGate thì bạn đã nhận cái đồng Doc phân phối về ở trên đấy. Còn những bạn nào mình rút về ở bên phía sàn là Binance hay là bên phía OKX hay là ví bên trong của là Telegram đấy thì mình sẽ nhận được sau nhé, vì lúc này là họ mới phân phối trước cho bên sàn Bybit và ở bên phía sàn là BitGate. Và cái thông tin về CEO của là Telegram thì nó cũng không ảnh hưởng, không liên quan ảnh hưởng đến dự án Doc đâu. Thì nếu như bạn nào mình lựa chọn rút về ở bên phía OKX thì bạn cứ chờ, các bạn không cần làm gì đâu, khi mà tiền về bên phía OKX thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được cái mail nhé. Còn nếu như bạn nào mình rút về ở trên ví Funding thì bạn vào ví Funding này, các bạn ghi chữ tìm kiếm là Doc. Đó, các bạn ghi DocS này. Và khi mà chưa niêm yết thì các bạn phải bấm vào chỗ là hiện cái tài sản mà nhỏ hơn 1 đô đấy, vì lúc đấy là chưa có giá đâu thì bạn mới tìm được. Còn nếu mà mình bấm ẩn đây thì nó sẽ không hiện đây. Thì nếu bạn nào mình rút về cái ví Funding thì bạn chỉ cần vào đây bấm vào chỗ chuyển tiền này để bạn chuyển về cái ví giao dịch mình bán. Còn nếu như bạn nào mình rút về ở bên ví giao dịch thì không cần làm gì nữa, đợi thời gian đếm ngược ở đây thì bạn sẽ bấm một cái phần này để mình sẽ là bán cái đồng Doc này sang USDT. Và nếu như bạn nào mình lựa chọn là rút về ở bên phía sàn Binance thì bạn kiên nhẫn, mình chờ đợi, có thể là dự án sẽ là cập nhật phân phối sau. Trong cái lúc này thì hình như là mình đã nhận được rồi các bạn nhé. Như vậy thì mình chính thức là đã nhận cái khoản tiền mình nạp lên trên sàn Binance cộng với phần thưởng cho người mà nạp tiền thì mình nhận thêm là 20.000 đồng Doc nhé. Vì hôm mình nạp lên đây là 91.000 cộng với 20.000, mình đang có là 111.671 đồng Doc này. Như vậy cái event ở sàn Binance này mình nghĩ là ai nạp lên đây thì đều được nhận là 20.000 đồng DocS trong cái pool thưởng mà dành cho người mà gửi tiền sớm lên trên nền tảng ở sàn Binance. Thì đây chính là cái đồng DocS mình đã được là phân bổ về ở trên sàn Binance. Còn ở bên OKX thì có thể là sẽ về sau nhá. Thì bạn yên tâm là chắc chắn ý, các bạn gửi về đâu thì sẽ là về đấy. Còn bên phía Binance này thì chính thức là mình đã được cộng 20.000 tiền thưởng là cái đồng DocS cộng với khoản nạp của mình đã về ở trên nền tảng sàn Binance. Và đây thì mình cũng là chia sẻ luôn bạn về cái mã bí mật để mình nhận 2.000 token ONX. Thì mã ngày hôm nay các bạn nhập cho mình là 357. Các bạn chờ một chút này. 21 mình nhập nhầm nhá. 2168 các bạn chờ một chút này. Đó, 4931 các bạn chờ một chút này. Rồi như vậy thì mình đã nhận là 2.000 ONX. Đó thì các bạn nhập cho mình là 357 2168 4931. Còn bây giờ mình cập nhật bạn về cái thông báo KYC của là dự án Sida Chain. Cách đây 22 giờ trước thì bên phía Sida họ có một cái bài tweet thông báo là vĩ đại của chúng tôi, Sida Farmalite, chúng tôi sắp đạt được các giải pháp KYC hàng loạt và giúp mọi người xác minh tài khoản nhanh hơn. Tại thời điểm này, nút thắt cổ chai của chúng tôi là KYC hàng loạt và tất cả nguồn lực của chúng tôi đang nỗ lực để đạt được nó. Chúng tôi có lý do chính đáng để tin rằng chúng tôi có thể đạt được mục tiêu này vào tháng 11. Có nghĩa là tháng 11 thì sẽ là chính thức là đạt được cái mục tiêu là xác minh hàng loạt nhé. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ cơ hội mới các nhà đầu tư nhượng quyền các giải pháp KYC của chúng tôi tại quốc gia của họ. Vì lúc đầu chúng tôi có thể chấp nhận đơn đăng ký của các nhà đầu tư để mở văn phòng KYC. Điều này có thể dẫn đến việc tăng tốc quá trình. Một giải pháp thay thế khác là có thể cung cấp đường dẫn nhanh chóng chương trình thành viên cho người dùng. Chúng tôi đang yêu cầu người dùng chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của họ. Thì như vậy đây là toàn bộ cái thông tin của dự án nhé. Thì họ đang hy vọng đến tháng 11 thì họ sẽ đạt cái mục tiêu là xác minh hàng loạt. Nên nếu như mà trong cái lúc này bạn nào chưa là KYC thì bạn cứ kiên nhẫn là chờ đợi nhé. Kiểu gì các bạn cũng sẽ là được vượt qua KYC. Còn nếu như bạn nào mà gặp cái vấn đề mà KYC mà khi ở cái mục là ngày hết hạn mà báo đỏ thì mình nghĩ đấy là cái lỗi của là hệ thống trong cái quá trình là KYC thì các bạn kệ nhé. Và các bạn nhớ là vào cái mục là gửi cái video verify khuôn mặt đấy, các bạn quay khoảng độ là 10 đến 15 giây và các bạn gửi cho dự án ấy. Trước đây có rất nhiều người đã làm cái việc là gửi cái video thì cũng đã là vượt qua cái xác minh. Còn kể cả các bạn chưa xác minh lúc này thì chắc chắn đến tháng 11 các bạn sẽ tự động được là
xác minh để mà vượt qua KYC, thì lúc đấy các bạn có thể là swap cái đồng ST này sang cái đồng là Shiba Coin. Như vậy mình cũng đã cập nhật bạn về cái thông báo mình nhận cái đồng Dog và 20.000 tiền thưởng Dog S về sàn Binance, và bên phía OKX thì bạn chờ đợi có thể là sẽ nhận được sau nhé. Và cập nhật cho bạn về cái thông báo KYC của dự án là Shiba Chain. Còn bây giờ mình xin được gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mình xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.